bạn đã đến với chương trình Cặp Đôi Cặp Đi. Hôm nay là tập thứ 2. Wow, chúng ta sao cái xe này nó chạy chậm dữ anh? Rồi. Tại nó quay vô nhìn em. Alo. À, chào mừng các bạn đã đến với mùa 2 của chương trình Cặp Đôi Cặp Đi. Và các bạn ơi, tuần trước thì phải nói là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bởi vì Khởi My thấy là lượt tim của mình như là 20 triệu. Đúng rồi, xúc xích luôn. Một lần nữa, một cái hóa tay dành tặng cho tất cả mọi người. Chứng tỏ là các bạn đang ở nhà đang xem rất là nhiều và bắn tin rất là nhiều. Tại vì các bạn không có đi học đúng không? Các bạn rất là rảnh luôn, cho nên các bạn có thời gian mình biết rồi, các bạn không đi học nè. Ok. Món quà đặc biệt từ Villa dành cho hai... Hai host là mình á. Hai host là con á hả? Trời ơi, xuống nhận quà đi bé, nhanh lên. Trời ơi, con cảm ơn Villa nhiều lắm. Sao giống đồ lưới cá quá vậy nè cái nơ? Trời ơi, nặng mi. Chắc lựu đạn hả anh Nghiêm? Sao nặng gì vậy? Trời ơi, giống một đồ lưới cá. Em mở ra luôn được không? Mở được chứ. Khui quà nha. Ừ, mở đi. Khoan, anh phải kéo cái này ra chứ. Thơm quá vậy ta. Trời ơi, bông không nè. Hoa với lại hoa. Wow, con cảm ơn Villa nhiều ơi là nhiều luôn. Dâu à, vì đã biết con không ăn được dâu và cho con một chén dâu đó bự. Thôi xong mà, rồi nó dở rồi mà mi ăn được. Mi ăn dâu. Khánh ăn dâu thôi. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Một phần quà rất là đẹp. Thơm tí nữa có người ngộ độc xỉu à. Để mi bỏ phần quà qua đây nha. Đâu rồi, bỏ qua đây đi anh. Xuất sắc luôn. Một lần nữa cảm ơn Villa rất là nhiều. Không biết là cảm nghĩ của các bạn khán giả về tập 1 mùa 2 sao ta? Để coi đọc comment nha. Dạ. Hiện tại là bây giờ là chưa vô chương trình luôn á là 7 triệu tim á. Wow. Quá dữ luôn. Trời ơi, bắn tim đi. Các bạn thả tim quá trời luôn. Các bạn thả tim rất là nhiều nha. Hình khách mời quá trời luôn. Trời. Trời đất ơi, em muốn ăn ké hả? Thiệt luôn á. Không phát biểu cảm nghĩ mà rồi ăn không à. Đây, các bạn nhớ đóng góp ý kiến của chương trình Cặp Đôi Cặp Đi qua email cặpdoicapdi.vlive@gmail.com hoặc qua kênh Fanship nha các bạn. Thông báo với các bạn là hình như là ngày 8 tháng 3 là tụi mình có live gì nhỏ nhỏ trên Fanship á. Ok. Nên các bạn nhớ ngày 8 tháng 3 mình mở Vlive lên coi hai đứa mình live stream nha. Rồi. Còn bây giờ thì xin được giới thiệu khách mời ngày hôm nay, đó chính là Yule. Dạo này mọi người yêu thích màu hồng quá. Xin chào hai anh. Xin chào. Trời ơi, đeo nhiều vàng quá. Đeo vàng quá, không biết slap sao nấu ăn đây. Nặng. Đúng rồi, nặng, len keng. Rồi, ngày hôm nay thì khách mời của chúng ta là Yule, rất là quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Thấy cái trình độ bắn tim là thấy quá khủng hoảng rồi. Quen thuộc nhưng mà xa rời các bạn fan Villa cũng một thời gian cũng lâu lâu rồi ạ. Cho nên cũng là khá nhớ. Dạ, cũng hy vọng là sẽ được quay lại sớm để gặp gỡ mọi người nhiều hơn, giao lưu với mọi người nhiều hơn nữa. Mình có coi qua chương trình của Ghiu Lê là chương trình về thú cưng. Nhà mình cũng nuôi một bạn thú cưng. Dạ vâng, khách mời đầu tiên của chương trình của chúng ta sẽ là anh Kevin Khánh và chị Kimmy. Không phải nha, Khánh không phải thú cưng. Có một con Hả? Coi tôi là chó nãy giờ hay giới thiệu hả? Ừ, em giới thiệu anh với Ghiu Lê vậy mà. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt thú vị. Thông điệp chúc mừng ngày 8 tháng 3 từ ekip. Rồi, nghe anh Nghiêm nè. Xin chào mừng Ghiu Lê và hai host của Cặp Đôi Cặp Đi. Dạ. Chúng tôi có một thông báo dành cho các bạn. Yeah. Ở tập này chúng ta có một lời nhắn chúc mừng từ Villa dành cho ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Yeah. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật là vui, thật là thú vị khi theo dõi chương trình và tận hưởng ngày đặc biệt của mình vào cuối tuần này. Như vậy thì ở tập này Khởi My là người duy nhất đã kết hôn, cho nên cũng là người phụ nữ duy nhất xuất hiện. Kết hôn là phụ nữ hả? Đúng rồi. Vậy là ngày xưa là em có khái niệm sai lầm gì ngày 8 tháng 3, em nghĩ là con gái là được hưởng ngày 8 tháng 3 rồi. Không cũng được mà. Cho nên hôm nay là Khởi My được quyền miễn nấu ăn, miễn thi. Bảy. Ngày 8 tháng 3 là em phải nấu. Tự dành luôn. Ơi, đúng rồi. Như vậy thì hai bạn sẽ phải đấu với Gil, như vậy không công bằng. Em nấu thôi, Khánh cần gì? Tôi đi ăn, tôi đứng đây cho khỏe. Ủa, 8 tháng 3 mà anh Khánh. Ủa, anh Khánh. Không sao. Đừng có sợ anh Khánh nghe. Muốn mèn có mèn, muốn gái có gái à. Tôi dễ chịu lắm. Ở nhà là suốt 365 ngày là Khánh nấu ăn rồi.
My là không có biết nấu ăn cho nên là kỳ này là My sẽ lại hợp lý tài. Đúng. Tranh thủ ngày đặc biệt. Nhưng mà em nấu là anh phải ăn nha. Ok. Anh Trường nữa nha, anh Trường. Anh Nghiêm nữa nha, em mong mỗi ngày hôm nay tất cả người đàn ông ở đây sẽ được thưởng thức món ăn của em nấu lần đầu tiên em nấu ăn. Nó dặn trước là lát hồi nó bỏ độc đó. Trời ơi, tôi biết quá mà. Rồi, em ngày hôm nay em sẽ là nhân vật chính. Em là khách mời chính nha, Gilly chỉ là phụ thôi nha mọi người. Dạ, yeah, ngày hôm nay tất cả sẽ tập trung vào cái món đầu tiên chị nấu. Lô với em hết nha mọi người. Đúng từng rồi. Động tác rồi cắt rau, thái rau xong rồi em. Ok, Vicon chính là tiền để mua các nguyên liệu vũ khí trong mùa 2. Đội hot phải cố gắng chiến thắng mỗi tập để được thêm Vicon vào tập kế tiếp. Tuần trước là đội hot của My đã thua rồi. À. Nếu đội hot thua thì tập kế tiếp sẽ bị trừ một số ít tiền so với đội khách mời. Ủa anh, số ít gì mà tới 100 Vicon dữ vậy? Vậy là mới vô là Gil Lê sẽ được 500 Vicon và chúng ta sẽ được 400 thôi. Wow, chứ gì có lợi thế rồi. Chương trình là thiệt, em không... Hãy xuống nhận Vicon của mình. À, đây, có hiện kim luôn à. Em không chấp nhận nha, trừ một ít là trừ 10 thôi chứ 100 là quá nhiều. Đây, 200. Mà chữ còn bị mờ nữa nè. Trời ơi, muốn đổi cái này thành số 1 hay sao á. À, xin giới thiệu với các bạn, tuần trước thì chúng ta xài đồ thiệt nó hơi hao, cho nên là tuần này chúng ta mua đồ mũ xài qua năm suốt tháng không bị hao mòn nữa nha mọi người. Hao là tại có người ăn trong lúc quay hả? Đúng rồi. Đúng rồi đó Gil ơi, nó ăn nhiều quá bây giờ người ta phải đổi ra trái gai giả luôn rồi. Ăn đó ăn đúng có một trái chuối thôi, ăn đúng có một trái chuối mà mang tiếng suốt đời, bị đổi dĩa trái cây luôn. Ăn trái chuối rồi nó muốn chôm thêm trái mướp về nữa mà chương trình đâu có cho đâu. Cuối cùng đó, hôm nay đổi dĩa trái cây giả hết xong. Ăn đi, dẹp đi. Không, rồi giả giả gì đem về nhà chưng cũng được hả? À, muốn cho em chơi gì cho chơi lẹ đi hả? Hôm nay Khánh là phải đọc, em là nhân vật chính rồi. Dạ. Khánh với Gil Lê đọc kịch bản thôi, em đọc làm chi. Rồi, bonus Vicon, đây là một trò chơi đầu tiên đúng không? Game 1 khát khô họng. Với sự trợ giúp của Khởi My, Gil Lê và Kevin Khánh sẽ phải lần lượt đọc ngược lại anh. Với sự trợ giúp của Kevin Khánh, đúng rồi, Khởi My và Gil Lê sẽ phải lần lượt đoán các loại nước mà chương trình chuẩn bị. Ai hoàn thành chính xác hơn sẽ giành được thêm 50 Vicon. Wow, là cái này là bắt buộc hai bạn phải bịt mắt. Khánh sẽ đưa nước đến cho nếm rồi mình đoán là cái nước là. Em ngửi không nữa? Được quyền ngửi, nếu mà ngửi mà không đoán ra được là sẽ uống. Tuần trước là khách mời ngửi gia vị còn không ra mà móng tôm móng rút gì lộn tùm lum mà. Cho em hỏi trước, ngày hôm nay ai là người chuẩn bị nước vậy? Combo hồng. Sao? Ai? Anh Nghiêm không? Khánh. Màu hồng. Bịt mắt vô đi hai bạn. Màu hồng của Justin Bieber. Tâm sẹt tâm quá nè. Tâm sẹt quá nè. Trời đất ơi. Sợ lem phấn. Như vậy ai sẽ chơi trước ạ? Ồ, Gil chơi trước đi. Rồi, hai bạn quảnh tù xì đi. Mình thấy bên nào thắng là mình kêu bên đó chơi trước ha. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, My thắng, Gil chơi trước. Đúng rồi. Có đúng không vậy mọi người? Em nhìn coi lại chương trình. Đúng rồi. Ở đây là người thật việc thật, không ai làm ba cái trò xàm đó hết trơn á. Không có ai lừa ai với. Mà về có coi lại là cũng xong rồi. Nhưng mà không có lừa, không có lừa. Mình đàng hoàng. Rồi, đàng hoàng đây. Đây, mình lấy mình gửi cho. À, chui. Trời ơi. Trời ơi, gì mà cảm thán dữ ta. Dạ. Tất cả các loại nước đều màu vàng. Ngửa. Có một cái loại nước là màu vàng đậm hơn. Vàng đậm luôn á. Và nó có mùi nha. Có rồi bây giờ luôn. Mình hửi trước đi, mình hửi mình đoán trước cái gì nè. Đây. Đố hửi được luôn á. Đây. Nè, hửi nè. Đó, mùi đó. Hửi đi. Đứng ở đây đó. Nghe mùi rác không mà không nghe gì hết mọi người à. Mùi gì? Mùi quen. Mùi gì? Mùi quen quá, con gùi. Cái này là giống như là cái kẹo chần bì mình ăn hồi xưa đi học xong bỏ vô nước khuấy cho nó tan nghe vậy. Wow, một loại nước uống. Kỳ vậy, ai bỏ chần bì vô khuấy. Ai nước xíu mùi. Nước gì nó lại xíu muối hay nước mơ? Nước chanh muối. Chanh muối. Chanh muối mơ xíu muối. Đó có ba loại giống nhau nha. Chanh muối à. Rồi, chanh muối mơ xíu muối một cái thôi. Chanh muối nè, mơ xíu muội nè. Hửi lại cái. Rồi cho hửi lại cái. Đây. Chị là không có lừa em nha, chị không thể lừa em luôn. Chị thấy giống nước mơ hơn đó. Chanh muối. Rồi, đúng không mọi người? Đáp án chính là chanh muối. Đúng không? Sai ạ. Đó, dạ. Thấy chưa, nghe lời chị là đúng rồi. Ủa, nước nó cuối cùng nó là nước gì trời?
Chúng tôi sẽ công bố sau ạ. Rồi rồi, mình tới cái loại nước khác. Ủa, đi. Ủa, chị được nhìn nữa. Chị có hộp khác, em hộp khác đâu giống nhau đâu. À. Mà chị nhìn chị cũng không biết nó. Ôi rồi rồi, cái này chắc Gil uống được nè. Hửi cái mùi nó dễ chịu lắm, chị chắc uống được. Không, mấy cái mùi vậy chịu là khó uống. Quen không, quen không, quen không. Húp phát gì ải chĩa luôn. Nói thật mày. Hửi không nghe mùi gì luôn á. Đúng rồi, phải uống. Giống nước gạo quá. Không. Ôi, cái mùi nó nhẹ lắm. Mùi nó... coi chừng cái Gil Lê có thể uống để thử nha. Ở đây uống không có chết người đâu, em đừng lo. Rồi thôi, uống xong gãy luôn. Sao? Cần đem nguyên chai vô luôn không? Thà em đừng uống cho em uống xong còn hoang mang hơn. Thôi xong rồi. Nó lửng lửng giữa nước gạo với lại xăm bí. Có ngọt không? Xăm bí đâu. Ờ, cái nước này nó màu vàng nha. Màu vàng. Đúng rồi. Thế thì nó là nước... Như khi trà hoa cúc rồi chẳng hạn. Ơi, giống nó giống trà xăm. Đúng, trà xăm. Xăm mà xăm bí, bí đao. Trà là đúng rồi đó. Trà đúng rồi kìa, vậy là trà gì? Trà đào hả? Không phải trà đào. Trà bông cúc. Trà bông cúc. Ờ. Trà bí lao nha. Khoan, nó có ngọt không? Trà bí đao. Trà bí đao. Kết quả là sai luôn ạ. Đó, chết chưa. Thôi rồi. Trước khi ra đây ăn hầm bậy hầm bạ cái gì, bây giờ vô nếm không được. Lưỡi mất gì giác rồi. Đây, đây, đây. Cái ly mà bà cứ bóp vậy không nè trời. Mùi hơi kỳ phải không? Cái này là nước xăm. Có chuyện đổ vậy. Không phải. Xăm nữa, xăm hoài luôn, nhà hay ngậm xăm với nhau. Này... quen mùi. Này là nước giá hả? Em uống được mà. Được, được, được. Uống. Em sợ cái mùi này em nhớ. Đừng có sợ. Yêu. Mà đem cái con thỏ đi. Đó là nước. Nước chi? Được yêu nước miếng nha trời. Dạ nó là nước. Ba không lẽ không trúng được một đúng không em? Đúng. Nước mắm. Ơi, ơi, ơi. Ai mà ở đây đàng hoàng không mà ai chơi cho uống nước mắm. Nó giống như nước mắm ăn với bánh cuốn vậy á. Hả? Hả? Nước mắm ăn bánh cuốn. Nó chua chua. Trời ơi, cú giác ghiêu lạ quá. Đáng đi, đáng đi. Chúng tôi có một gợi ý nha. Tất rồi. Cả những món nước này đều là những món nước giải khát. Đó, thấy chưa? Giải khát không, đàng hoàng. Chết rồi, vậy là cái vị giác là... lẫn lộn rồi. Cho em uống, uống. Rồi, thử, rồi uống lại thêm miếng nữa nè. Uống nước mắm đi, nước mắm ngân nhĩ đó. Cái mùi hửi ra mùi gà mà cái miệng nếm xong nó nước mắm. Ghê quá. Khánh có ngửi ra được mùi hoài luôn á. Kevin Khánh có ngửi được mùi gì không ạ? Không, cái mũi Khánh kỳ lắm, mũi Khánh bị viêm xoang mà. Cái nước này chát chát, nó giống như nước xí muội hơn nè. Nữa, bả nó xí muội, sao xí muội hoài. Nhà hay uống xí muội với lại nhưng mà xí muội không có màu vàng, chúng ta phải bỏ đúng cái xí muội. Đúng rồi, đúng rồi. Hai nước có... này màu vàng. Xí muội có màu vàng. Có cái nước kia là màu vàng đậm thôi. Xí muội vàng đậm nha. Vậy kết quả cuối cùng của Gil Lê với món nước dạ, nước khế. Nước khế. Dạ sai luôn ạ. Từ nước mắm qua xí muội, cái tôi quyết định là nước khế. Em dẹp qua bên luôn đi để chết. Rồi rồi, xong rồi Gil bây giờ kết quả của Gil Lê đó chính là em nước mở. Xấu. Mở được rồi, mở được rồi. Nước đá me và nước trà atiso. À. Ấy chưa, trà atiso bông cúc. Atiso là cái ngọt, cái thứ hai. À nước me, đúng rồi, nước đá me. Atiso phải bông cúc mi. Đầu là nước me. Ủa vậy hả? Ừ, nước cuối à, nước mà nước cuối là em nói như nước mắm á. Atiso đúng không? Đá me hả? Rồi bịt mắt vô đi. Mọi người đâu biết là cái vị giác của em nó có một cái vấn đề. Bây giờ có cho em nhìn em cũng biết cái nước gì nữa chứ đừng nói kia bịt mắt lại. Mang quá nè. Trời ơi, vừa lắm, vừa, vừa. Gì vậy? Vừa. Bịt mắt vô. Bịt mắt rồi. Vô mày là vừa lắm. Hồi nãy của em là một tông, của chị bây giờ là ba tông, ba mặt với nhau luôn. Ba tông mà tông đậm không nha con. Màu nào màu nấy là đậm y như bút chì màu vậy đó. Trời ơi, bỏ thực phẩm. Màu quá hồng. Chất. Quá chất cho em uống nè. Cỡ em là quá chất mấy chị nổi, hiểu không? Sao nghe giống như có mùi xăm dứa vậy? Đợi cho nghe coi. Thử, thử đi. Không, cái mùi này giống nước dừa quá, để uống miếng thôi. Nước gì? Nói đi. Nước này nước gì? Có mùi củi sắn à. Dừa, từ nước dừa qua. Khi mà mình mắt lại, vị giác của chúng ta nó phản bội chúng ta. Ờ, đúng rồi, đúng không? Lạ hả? Miếng nữa đi. Nước kỳ trời. Hồi nãy trà atiso mà qua nước mắm được luôn là hay rồi đó. Cái này là nó qua cái khác. Không, nữa. Nó giống mùi nước dừa bị thiêu á. Em chốt câu cuối cho anh đi.
cái này là nước dừa bị thiêu. Rồi, sai. Nước dừa bị thiêu. Câu sai. Đáp án cuối cùng, nước dừa bị thiêu. Sai. Đáp án này sai ạ. À. Sao cái nước nó kỳ vậy ta? Rồi, nước tiếp nè. Rồi, thử nha. Trời, sao cái mùi nước của em nó ghê không vậy? Ta nói rồi. Mùi thiêu thiêu vậy? Quá học trong đây không à. À, cà chua. Cà chua, cà chính chua. Chính xác ạ. Chú gì thắng mình rồi đó. Đây, 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 còn cái nước cuối nè. Thử đi. Cái này giống nước cốc, nước ổi gì quá. Uống đi. Đó cái là... Nước, cái này nước cốc nè. Kết quả là sai ạ. Hả? Của Khởi My ba món nước lần lượt là nước ép cà rốt, nước ép cà chua và nước ép ổi. Thấy chưa, trời ơi. Ủa, ê, bịt mắt vô mình nếm như là nó ra cái khác hả? Cái cà rốt nó kỳ quá à. Cái cà rốt là ngửi mùi... Em thử biết là y như nước dừa bị thiêu vậy luôn á. Chắc cũng ép lâu rồi ha. Ổi trình ha. Nước ổi mà ta không bỏ đường á, không biết được từ nước cốc. Rồi. Và ở trò chơi này thì đội của Khởi My đã thắng, cho nên Khởi My sẽ được thêm 50 Vicon ạ. À. Yeah. Chứ rồi cách cân bằng Vicon nè. Trừ một cái là em thấy ông trừ 100 mà thử có 50 thôi. Đây đây đây. Lạ đời thì 50. Trời tiếc có cái đồng. 50 này đủ tiền em mua thuốc đau bụng không? Có cái đồng nhỏ xíu không? Có đồng nhỏ xíu 5 Vicon không chị? Không, không có 5 Vicon đâu. Đâu, bây giờ có nước nào vàng vàng khai khai, khai không? Trời ơi. Có bạn hỏi là có nước nào vàng vàng khai khai không? Khai khai. Mấy bạn kỳ lắm nha. Nghỉ học, người ta cho nghỉ học ở nhà là mình phải học những điều hay, điều tốt. Ai học có nước vàng khai khai, kỳ vậy? Comment em bay trong gió luôn. Ghiêu hôm nay học hồng ghê. Ủa bình thường có em mặc màu hồng không? Đó, hiếm lắm. Hiếm lắm. Đôi lúc. Đôi lúc. Nhưng mà em tông xịt tông với chữ cặp đôi nè. Vô luôn kìa. Đúng rồi. Chị sao chuẩn bị cho hai đứa em bộ đồ màu vàng nha mọi người. Cặp đôi cạp điên. Ờ màu vàng đi. Để mình cùng tông với trái chuối. Mấy bạn kêu là hôm nay là mạng hơi bị lắc. Lắc mà bắn tới 8 triệu tư tim rồi. Hay quá. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ công bố thực đơn và bàn bạc với nhau xem là sẽ nấu món nào. Mấy bạn ở kêu đây, là yêu bố ghiêu kìa. Tổng cộng em có bao nhiêu đứa con rồi? Quá rồi. Gia đình em hơi đông. Đâu rồi? Dạ. Hôm nay mình là phụ bếp nha. Hôm nay cũng hơi lắc nhẹ đúng không mọi người? Thực đơn của ngày hôm nay, My đọc đi. Đói bụng nửa đêm thì làm món gì nhanh gọn lẹ mà vẫn chắc bụng? Khoai lang. Hơi bậy. Hơi. Thôi, thôi. Có ăn khoai lang thiệt không? Nếu như em có thể ở được trong căn nhà này một đêm thì cái việc ăn khoai lang. Trời ơi, cuối cùng đúng nó gặp một người đúng style ăn uống. Cái việc ăn khoai lang của em sẽ bị ngưng từ đây cho tới suốt cuộc đời này. Đúng rồi, đói bụng á, mình ăn khoai lang đi, mình đừng ăn mì gói, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Cái trong giấc mơ của em luôn, hiểu không? Mình ngủ là cái tiềm thức của mình nó vẫn còn. Không, thiệt, không? Mình nói thiệt, mấy bạn mua khoai lang mật bây giờ đang rất là ngon và rẻ nữa. Cứ mua chữ ở nhà, đói bụng á, nấu một củ khoai lang ăn nó còn tốt hơn là mì gói nhiều. Em nói thiệt, tốt em thử rồi, em ăn có nửa củ một đêm thôi mà sáng mai là nó nóng hổi luôn. Một ngày anh ăn 4 củ khoai lang đó. Ăn 4 củ khoai lang. Đẹp. Rồi chùm mình lại, nó là một trận đánh búp ở trong đó là tôi đánh sát hết. Ở đây ngoài sáng mà sao cô cứ kể chuyện trong tối không vậy? Thương chị My. Đúng rồi. Nhưng 4 cú của anh Khanh bằng 1 cú của chị thôi. Các bạn hãy thực hiện một món ăn nhanh gọn lẹ, không cần quá nhiều nguyên liệu cực kỳ. Nhưng vậy đã bằng được tiêu chí bổ rẻ, vậy chỉ có mì gói thôi. Mì gói hả? Bổ rẻ. Mì rẻ gói. Nhưng không bổ, nhưng mà nếu muốn bổ thì có thể làm bổ được. Ừ, mình bỏ thêm mì gói, mình bỏ thêm rau thịt bò nè, thịt heo nè, thịt gà nè, rau muống nè, lách chi quách gì đó các kiểu. Là dục luôn á chị là. Không, để hôm nay chị nấu chứng minh cho em coi, chị sẽ trộn một cái món mà hầm bà làm sáng cấu nhưng vẫn ăn được. Hả? Lại tiếp tục thương ekip. Vậy là mì đi, mì với nuôi đi. Ừ, em làm nuôi chứ. Nuôi hả? Vậy làm mì được không? Dạ, yeah, em đạo mì rồi. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi chợ liền tay rinh ngay nguyên liệu. Lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ hạn chế ni lông trong chương trình, cho nên chúng ta sẽ sử dụng những cái giỏ đi chợ của chương trình nha mọi người. Dạ. Chúng ta sẽ hạn chế sử dụng nhựa nha mọi người, ni lông không tốt đâu. Người sao anh chị nhớ mua trái cây thiệt nha, nhựa không đó, tốt. Đó, nhựa nè, không có nhựa tốt cho môi trường. Nhựa không có tốt cho môi trường đâu. Kêu không cho xài bịch nguyên cái dĩa trái cây nhựa luôn. Bây giờ rồi, chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi mua nguyên liệu ạ.
Mấy anh hôm nay có diễu phúc lắm mới được em nấu ăn đó. Mấy anh mua sẵn một viên thuốc bao tử nha. Hôm nay tôi sẽ đi chợ. Nuôi đúng không? Nuôi. Đây, nuôi. Nuôi là thấy có vẻ chất lượng hơn em rồi ha. Nhưng mà khó, lâu làm, phải luộc nuôi lâu. Glucosamine. Để nuôi đi. Mình lấy nuôi này đâu, nuôi xà bò. Cô cứ làm những gì cô muốn. Nuôi này được không? Ủa? Nuôi này xà bò được. Ghiêu ghiêu ghiêu. Dạ. Nuôi này xà bò được không em? Ủa nuôi nhỏ xíu rồi ta. Anh nấu nó sẽ nở. Nấu nó nở ra không? Dạ. Ủa cái này nấu nó có nở ra không? Nở chứ ta. Nhưng mà cái này thường là cho mấy em bé húp súp. Húp súp hả? Để nuôi khác đi. Vậy mình đang nuôi lạng lạng. Mình đang tìm gì ta? À mì gói quên mất. Ý dù mơ ý. Thôi em quyết định rồi, em sẽ chế biến món nuôi xà bò bằng nuôi này nha. Nuôi xà bò. Ý gạo lứt. Mua thịt bò đi. Không hề tập trung mì gói đâu ta. Mua em ơi, mì gói mình để đâu vậy em? Mình sẽ mua một cục bắp bò. Đây bắp bò. Đâu có em đâu. Chị quyết định rồi. Sau khi lựa đi lựa lại, chị thấy nuôi này là sáng tạo nhất nên chị sẽ chọn nuôi này. Có vẻ đáng. Mi mi dư tiền mua mứt ăn mi. Hả? Mua mứt ăn mình. Mi cũng phải xà bò hả ta? Mua mứt đi. Mua mứt anh ăn mứt gì tự nhiên rồi đi mua mứt ăn trời. Mứt cóc hả? Bơ đậu phộng nè. Ý nấu nuôi xà bò cần gì bơ đậu phộng? Ý cái này là cái gì anh? Củ kiệu hả? Mứt gừng. Mứt gừng. Còn cái này là cái gì? Một lần nữa mì gói đâu ta? Xào đi. Cái này mua cái gì? Dừa nước. Dừa nước hả? Thôi mua dừa nước tối về làm ăn được. Trời ơi. Dạ cái. Nó liên quan gì cái món nuôi xà bò? Nuôi xà bò là mình cần phải có có cải. Cải. Cải đúng không? Cải. Cải hả? Nuôi xà bò với măng tây ngon á. Nuôi mà không hành thì cũng kỳ. Nuôi phải có hành hả? Hành, hành lá hả? Hành lá có rồi mà. Có chưa? Chắc trên có rồi. Nè cải nè, cải nè, cải nè, cải thêm nè. Cải này là đúng xào luôn á. Cải này xào hả? Ừ. Cải nè. Mì gói đâu. Cái này là cải này. Ờ, cải. Cải gì? Ghiêu, ghiêu có mua rau không? Cái đó hả? Có cái đó nuôi xào với cải. À, cảm ơn em. Cái gì nữa trời? Dạ, em có mua rau. À, củ hành. Củ hành đâu? Củ gì? Củ hành á. Tím á hả? Hành, hành tây nè. Thôi thì đó, mình củ hành tây. Dùng mì Việt Nam. Hành tím có rồi nha. Tỏi có luôn. Hành tím có luôn, tỏi có luôn. Rồi, hai cái đó là sẽ có sẵn. Quen mang quá, chưa bao giờ tôi nấu món này luôn. Hai gói chắc đủ rồi. Mua ăn, ăn chuối không? Mua chuối ăn. Mua gì? Ăn chuối không? Mua chuối ăn. Chuối ăn liền hả? Thôi đang quay ăn chuối mà còn bị chửi rồi. Ừ, không được ha. À, từng kỳ chứ em ăn chuối đâu có sao đâu. Thôi, chửi kỳ. Mua hộp sữa đậu đậu đi. Dư tiền mua đồ chơi trên kia có mẹ. Cứ ấp chó đi. À, hành này thì mình đâu có xào, xài đâu có hết thì mình xài chung được mà. Mình xài chung được, mình xài chung được chứ. Nhưng mà mình không phải hiểu không? Tới mình, đây tưởng quan tâm, ồ chị mua. Không phải, mình, chị, mình, chị mua. Mình cũng làm ăn mà bên kia có gì xài chung luôn không? Dạ sao xài chung được, em có hai gói mì gói, gia đình khó khăn. Bây giờ chị bỏ lấy cục thịt bò, hai đứa mình xài cục thịt bò đó. Thôi, không thấy gì. Nè, bên em mua củ hành, bên em mua hành, hành hành lá, cái hành đó. Để mình xác chứ, đó cái lá còn mình chia ra. Ừ đúng rồi. Đó là nó luôn mà. Không, không hành, hành lá khác. Hành lá. À, hành lá, dạ ok. Ha, rồi bỏ hộp sữa ấp cáo vô. Đủ cái tâm rồi, rồi coi, coi coi như là mình cam kết vậy đi nha. Mình cam kết nha, lên không có lật kèo nha, kỳ nha. Dạ ok. Giờ mình tính tiền nè. Không lẽ mua dĩ trứng. Món này thấy nó đơn giản dữ ta. Ê mua củ cà rốt nữa. Mua cà rốt trang trí cho đẹp. Trời ơi chiếc bánh cầu bự quá vậy. Trời ơi, mua bịch nuôi tí hon vậy biết làm được không cái nữa? Cái này chín rồi nè. Thôi kệ nó đi. Ok. Mua thêm gì vậy? Lên. Rồi lên nè, lên nè. Where is hành lá? Where is hành? Chúng tôi đã xong rồi. Chúng tôi đã xong rồi, chúng tôi xin được phép bỏ lại đội kia. Chúng tôi xin được phép bỏ lại đội kia ở dưới. Mì
gói. Lần nào mình cũng mua xong trước hay vậy. Gói. Gia đình chúng tôi rất là gói gàng. Xong rồi đi. Còn 2 phút nữa à. Mặc kệ người khác. À, mặc kệ người ta nói, tôi vẫn mặc kệ người ta. Đúng vậy. À, này lá dứa. Anh Trường. Ủa, em thông báo với anh một tin là ngày hôm nay em quyết định em không nấu nuôi bình thường. Em nấu nuôi mini. Nuôi xào bò, miếng bò sẽ bự hơn miếng nuôi. Thiếu màu sắc quá. Chị em leo cầu thang em mệt quá nè. Em ở nhà mình có cà rốt không em? Như thường lệ thì tụi em có mua thêm một hũ dừa nước. Như thường lệ thì My sẽ mua những thứ không liên quan đến chương trình. Để quan... nó ăn, nó làm của riêng. Quan điểm của tôi á là đầu bếp phải có sức. Có sức thì mới nấu ăn được. Cho nên tôi quyết định uống sữa ốc chó. Để ốc mình nó minh mẫn. Ủa kìa, uống sữa ốc chó sẽ bị ốc chó đúng không anh? Đúng rồi. Kevin Khánh ơi, hôm nay bạn là phụ bếp cho nên nếu mà bạn chuẩn bị cho My thì bạn cũng phải chuẩn bị luôn cho. Em muốn ăn chấm đúng ăn rồi, cầu. Đúng rồi, đúng rồi, nấu xôi cho nên trụng mì với lại trụng nuôi biết. Ủa sao nấu bên này anh? Thôi nấu bên đó để sắt đi. Bên đây mình theo như thỏa thuận của chúng tôi lúc đi siêu thị, Kiêu sẽ mua hành lá và chia cho đội chúng tôi 2/3. Alo. Chúng tôi sẽ chia lại một củ hành tây. Đúng. Không. Em đòi hỏi 2 củ. Tao hành lá nhiêu tiền? Để coi cái bịch coi. Coi đây. 2 4. Chúng tôi sẽ lấy 6 tép hành. Em xin 2 củ. Trao đổi rõ ràng trước camera. Thôi cũng được. Rồi, đọc comment của quý vị khán giả đi, rồi chúng ta hãy nấu sau. Đây, từ, đọc comment hả? Anh đọc comment đây. Đây. Đọc comment. Đầu bếp đại ca quận 8. Đúng rồi, nickname, thông báo với các bạn luôn, nickname trong BBG vẫn là đại ca quận 8. Còn nickname ở trong Liên minh huyền thoại là Ngu Ma Dương nha mọi người. Dương? Ngu Ma Dương. Ngu Ma Dương. Các bạn đánh mà gặp tên mà có tên là Tôn Ngộ Không, Hồng Hài Nhi, Trần Huyền Trang, Chiêu Bóc Béo, Ngu Ma Dương là đó là tên của tôi. Của tôi đó. Tên Tôn Ngộ Không của chúng tôi nha mọi người. Đúng rồi, chơi thì dở, đánh như cứt, mà lấy tên cho sang vô. Tới chưa bạn nói là cặp đôi phải 12 người cho một mình Ghiêu buồn quá. Thấy bố đi chợ một mình mà thương quá. Trời ơi, sao vậy? Em không ngờ là có cái vụ mà... Khoan, hai bạn đứng cho tôi coi coi. Mấy bạn kêu là nhìn tóc anh Khánh với Ghiêu Lê giống nhau. Chưa, chưa giống đâu, vậy mới giống nè. Em bị chút rồi. Ý xì luôn. Hay á, thôi đi qua chỗ khác đi. Tránh ga đi. Mi nấu là toan rồi nha bạn. Xin lỗi mọi người nha, mọi người hãy nhìn đây. Đây, mọi người vẫn đang nhìn. Đây, thực đơn của tôi mua có. Đây đây nè, hai đội hãy tự giới thiệu các nguyên liệu đã mua, chờ ekip tổng kết số Vicon còn lại. Đây, Mi đã mua một... cải này cải gì vậy? Cải ngọt. Cải xanh. Cải ngọt, tụi kia là cải ngọt đúng không? Cải ngọt. Em thấy có vẻ như chị đã mua một cái gì đó dư. Chị My luôn mua dư em à. Bây giờ đổi một củ cà rốt. Không, tao có cà rốt rồi. Bây giờ đổi cái khác thì tao đổi. Đổi. Không, không cần cải, không cần cải thè. Trời ơi, bên đây nhìn ba lớn vậy mà cần ba lớn bên kia à. Coi củ cải bên tôi đây. Tôi có mua 3 củ cà rốt. 3 củ cà rốt. Tôi có mua một bịch hành tây. Một bịch hành tây. Không thể nào thiếu bò. Bò, nhưng mà là bắp bò. Đúng. Tôi có mua một hũ hành phi. Tôi sợ tôi không phi được hành nên tôi đã mua hũ hành phi. Và cuối cùng là tôi mua nuôi Em bé. Tại vì tôi nghĩ là nếu làm ăn mà mình bán ngoài tiệm mà người ta thấy miếng thịt bò nó bự hơn miếng nuôi, người ta sẽ thích hơn. Đúng không? Đúng. Tôi quyết định sẽ làm nuôi em bé. Và cuối cùng tôi mua cô một nấu hộp mà. Tôi mua một hộp dừa nước để tiếp về tôi ăn. Vô, em thèm một cái trái mãng cầu ở dưới muốn chết. Hồi nãy sao không lấy? Mình dư tiền mà. Em đâu có biết là tiền của mình dư giả như vậy đâu. Rồi, em giới thiệu đi. Em mua trứng cút. Trứng cút. Ủa chi vậy? Làm mì sao làm gì cần trứng cút? Em thấy nó dễ thương. Mình được mà. Đổi. Đó. Vậy là một hộp này đổi hộp này. Một không, hộp. Ba trái. Cái hộp này có bao nhiêu đâu, cái hộp đó mới mắc tiền hơn á. Mày đổi khôn quá à. Bậy rồi, sữa ốc chó. Một trái.
Bây giờ mình ốc người mình uống sữa ốc chó, xong mình cứ làm sữa ốc người với ốc chó nên là mình trao đổi theo kiểu chó. Chị trả giá thôi là còn một trái nha. Đó, trả lấy không? Trả ngu quá, lấy ba trái. Năm trứng. Năm trứng đi. Ừ đúng rồi, xào cho bốn trứng. Năm trứng. Năm trứng. Hai trứng nè. Có tính trứng ung không? Lỡ đập ra ung sao? Ung không đổi nha. Không không bao đổi trả nha. Năm trứng nó niễn thêm trứng sáu trứng. Yeah. Trả giá nữa tao sủa bây giờ. Đi đi. Rồi, anh bỏ trứng vô rửa. Để thia. Ờ gì gì, tự luộc đi chứ tôi liên quan. Mua hành lá. Ấy, chi hành lá nữa nha. Đúng rồi. Sáu cộng đợi lấy hai trái. Đúng rồi, đó. Sáu cộng đợi lấy hai trái thì lộ lỗ vậy trời. Nha, hôm nay mình có vẻ rồi. Sao nè, cho hai trái nhỏ nhất nha. Nè, nghỉ đợi đi. Nè. Đó, hai chị mới nhất. Uống sữa vô nó ngấm em giờ. Sữa ốc chó. Chị đổi mấy cộng nhỏ nhỏ nhất. Giờ tính cách nó hơi chó. Một cộng. Trời ơi. Vậy mới vừa. Hai cậu. Trời ơi, bà tách từ một củ hai củ ra. Trời ơi, động trời. Đây, sáu cộng. Đó, như đây đủ hành rồi. Đủ hành. Rồi. Xong rồi, bây giờ có thể công bố số Vicon mà chúng tôi đã xài được không? Bây giờ thì theo Khởi My và Gil thì đội nào là đội sử dụng nhiều tiền hơn ạ? Dạ đương nhiên là con nhỏ mặc áo trắng rồi. Cái con nhỏ này nó hay mua đồ ngoài giả thú lắm. Thấy cái lon dừa nước là thấy điều muốn hơn luôn cái rổ của em. Đây nãy tôi hỏi luôn liên quan gì tới mì xào mà có dừa nước. Trắng miệng nè, nha. Xin lỗi nha, tự nhiên ăn một cái tô nuôi xào bò mặn cái có ly dừa nước cái bên là người ta mát lòng mát dạ liền. Nó đúng rồi đó, tiếp đi anh, em rồi. Không có nói. Bây giờ nói chúng tôi sẽ được. Công bố số Vicon mà Gil Lê đã sử dụng. Thì sau khi sử dụng thì bạn còn lại 320 Vicon. Xin chúc mừng Gil. Vậy là bạn đã xài hết 180 Vicon rồi. 180, vậy là còn 300 mấy là có quyền mua trợ giúp nha. Đó, trên kia. Trợ giúp có giá đàng hoàng đó. Nó sẽ mạnh theo cấp độ giá tiền. Và chúng tôi xin chúc mừng Khởi My khi Khởi My đã xuất sắc chi hết và chỉ còn lại 175 Vicon thôi ạ. 175 mình mua được cái mình mua cái 150 với lại nhưng mà tới 3-4 cái 150 lượng là tức là sẽ có một cái rất là xui, một cái rất là xui hơn và một cái xịn. Vậy mình mua một cái 100, một cái 50. Không được, mình mua cái 150. Ơi 175 khó quá à. Ủa Gil, Gil có muốn mua cái nào không? Dạ có chứ. Ủa hồi nãy dư dương nhiêu vậy? Xài cho hết. 320 hả? Dư 320. Em cho chị 25 đồng nên là chị đủ 200. Chứ em dư 25 em cũng đâu có cái nào 25 đâu, thấy không? Em không cảm ơn. 25 hết. Không biết là vợ anh mới uống hết hộp sữa ốc chó. Không biết là em có được ăn một miếng nào dừa nước không ta? Cho 2 miếng dừa nước. 2 miếng. 2 miếng. 2 miếng là 25 đồng đúng rồi. Bây giờ em tính đi, giá cả thị trường bây giờ nó lên mắt lắm, cái gì cũng mắc hết. Kinh tế bây giờ hạ rồi chị ơi, kinh tế đang khó khăn. Thanh long hạ thôi, dừa nước đâu hạ đâu. Thanh long hạ nè, dưa hấu hạ nè. 4 miếng. Trời, cái hộp này chắc được 5 miếng dừa nước, nó xin 4 miếng rồi trời, thiệt luôn á trời. Nè đếm coi, ở ngoài bao nhiêu miếng. Nè, để chị đếm nè, một miếng nó bự ba lớn vậy nè. Đó là một miếng hết mẹ nó, nửa hũ rồi nè. Tôi tin rằng cái hộp dừa nước này sẽ làm đúng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 miếng. Thế em không thể nào mà đòi hỏi mà hết một nửa những cái miếng một nửa những cái miếng dừa nước đó được. Đúng. Thì em lấy 3.5 miếng chọn 4 miếng luôn, nó trả giá quá rồi, cho chị 25 đồng nha. Đế. Vậy là tụi em được 200 nha. Hay quá, bi ơi lấy đi liền. Ô khoan gì em lẻ hả, em bị 295 hả? Lấy liền tin rồi tôi đúng rồi, cho bạn chọn là 300 luôn. Ok, thank you. Đây thank you. Hay là mình lấy 2 miếng 100 mi. Làm gì có 2 miếng 100. Lấy cái miếng 50 với lấy miếng 100. Trời, 50 xui lắm. 50 không có xui. Rồi bây giờ trên tay của các bạn chính là Super Tool để sử dụng trong chương trình. Đúng thì, rồi. Các bạn hãy nhớ đọc cái phần hướng dẫn ở phía mặt sau và tùy ý quyết định sử dụng Super Tool này vào lúc nào. Nha. Không cho đối phương biết à? Có cho đối phương biết đâu, cho đối phương biết chứ. Tùy theo các bạn, tùy theo quyết định của các bạn. Em muốn trừng phạt Mộng Du đêm đêm. Trừng phạt dành cho đội đối thủ. Chết rồi, mỗi lần nêm gia vị đường mắm muối thành viên trong đội sẽ bị bịt mắt lại. Em sẽ móc đại, em không biết nào đường muối, em thảy vô cái nồi em. Em sẽ thảy vô miệng em trước rồi em thảy vô cái nồi em sẽ. Đúng rồi. Hay chưa.
Đúng rồi, phải trị với những đứa vậy, nói chuyện vậy. Tiếp tục trừng phạt siêu dụng cụ nhà bếp hiệu quả tức thời. Hiệu quả trừng tức phạt dành cho đội đối thủ luôn. Sử dụng dụng cụ của chương trình để nấu ăn, ủa thì đúng rồi. Dạ không, có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng duy nhất một loại dụng cụ thôi. Có nghĩa là xào, nấu, nướng gì đó các bạn cũng chỉ dùng cái dụng cụ đó thôi. Vậy cho Gil ơi, Gil con dao đi. Hãy chọn đi Gil. Em được chọn. Nhưng mà nhớ lúc mà nêm thì ăn cẩn thận nha. Ba con dao này nó bén. Nhưng mà em được chọn hay là mọi người quyết định luôn ạ? Gil sẽ được chọn. Em được chọn, chọn gì cũng được hết đó. Ôi, em chọn đôi đũa là hồi em sắc hành không có được đó. Ừ, em phải sắc được mấy cái thứ em nấu nha. I am a super easy. Rồi. Ok, em là trường, cái gì trừng phạt? Trừng phạt. Trừng phạt. Ok, rõ ràng có chữ ơ nha chị nha. Đây, đây chị đọc nhầm. Trường phạt là anh trường phạt á. Ok, anh trường phạt. Lưỡng long nhất thể là thẻ thẻ trừng phạt dành cho đội đối thủ. Ủa? Thành viên sẽ kết hợp thành một đôi. Ủa, có giờ có người nấu gì cơ? Có người nấu mà. Hôm nay em cũng tới phụ nữ mà. Nhưng mà vẫn phải kết hợp cho khó vô. Vậy là... Vậy chẳng khác nào Khánh nấu? Không. Đúng không? Nè con nhỏ này nó giấu cái tay đi làm hết. Chẳng khác nào tôi nấu luôn. Tôi nấu mẹ luôn cho rồi. À bây giờ để ngược lại, em để chị My phía sau. Đó gì mới khó. Ôi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con nó bự đi, đúng, đâu đúng, có đúng. Thấy được cái gì đâu. Thì mới gọi là trừng phạt. Vậy mới gọi là trừng phạt. Đó. Ok, còn cái là kẻ cấp nguyên liệu dành cho đội đối thủ lấy đi 50% nguyên liệu chính của đối thủ. Trời ơi, con gì mà lấy? Hiệu quả tức thời 50% nguyên liệu. Em muốn lấy gì? Mỗi thứ em lấy nữa đó. Thôi em lấy luôn hũ dừa nước của chị đi rồi xong. Thôi hũ dừa nước này em cũng có phần trọng mà em không có sợ. Giờ mình nuôi sợ bò mà em lấy mức bò thì sao ta? Không, sao? Lấy nữa thì thôi. Bỏ ít thôi. Thôi bỏ ít thôi. Từng khi nào em lấy em sẽ hỏi ạ. Ok. Vậy đi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính giờ nấu ăn cho các bạn. Chúng ta sẽ có 15 phút. Xin mời Kevin Khánh, chúng ta sẽ bắt đầu bấm nút màu xanh để tính giờ. Chúng ta có một cái đồng hồ tính giờ trên bàn ạ. Anh ơi đi rửa rau, anh ơi nè. Xin mời. Bắt đầu nha, 1, 2, 3. Anh bự, em không có thấy được cái gì luôn á, rõ đất ơi. Xin mời hợp thể. Nó ngoan ghê. Trời đất ơi. Hôm nay anh ăn khoai lang chưa? Nay anh ăn khoai rồi, ăn hai củ. Rồi đây cây. Rồi đây cây. Trời ơi, đội đối thủ còn... Sao em rửa mà nó hình người xác vô vậy nè? Tài... Tài nhớ không tới, cần em phụ không? À, chuột rút. Em hỏi em chưa? Coi chừng nó cứng chị ơi. Dơ áo ngộ. Ủa dắt cái đũa đây làm cái gì em? Để lát họ nếm á. Cho nó lẹ. Mình đầu bếp mà. Đó, bóp lụm xong cái dấu đũa đũa. Mọi người có thể nào cho em cái vụ rửa rau lưỡng long nhất thể thôi không? Không. Chơi chơi đàng hoàng. Đội nhà mà đi xin nhục. Bạn có thể xin ý kiến của Kiều Linh nếu Kiều Linh đồng ý thì được ạ. Diêu ơi, chứ chị đứng trong này lát hồi tối về chị diêm xoan em ơi. Được, được hết, được hết. Bây giờ không, bây giờ xài chị rửa rau thôi chứ giờ chị hồi chị nấu nướng mà chị làm gì nguy hiểm nè. Em sẽ skip phần nấu nướng nha chị. À ok ok, rửa. Được. Anh lấy cái gì, con có tay đâu, con không có vô trong đây. Đi lấy cái rổ coi. Trời nó khỏe quá. Chết rồi. Cho nó tập tạ là một sai lầm. Nói với mọi người bây giờ chân em hả, đùi em đạp 220 kg. Bỏ cái nách anh qua coi cái bụng bự quá nè. Vô đây đủ xào rồi. Đủ chưa? Đủ rồi. Thôi đem về. Mình xào gọi là mà tôi làm cho đãi nguyên gia đình ăn, dòng họ ăn vậy. Bây giờ mình rửa hành tây nha. Ừ, em muốn làm gì em làm. Chị sẵn gì rửa em hai củ của em không chị ơi? Thôi dẹp đi em. Ủa, chị còn tỉnh táo quá vậy? Bỏ đi. Em tưởng chị kẹp chổng là chị phải tráng dáng chứ. Không được, khó khăn lắm em. Bởi vì cái diện tích nách anh Khánh nó thu hẹp lại. Thôi chết tôi rồi quý vị ơi. Đổi bên, mỏi. Rồi mỏi, đổi nách, rồi. Đúng rồi.
Tôi thấy tôi giống như là một điểm hồng dư thừa trong chương trình. Cái gì vậy? Đứng tay hả? Dạ không. Hơn 10 triệu tim rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, anh em có giật lát gì không? F5 nha. F5 nha. Hôm nay nghe nói cũng hơi lát. Mọi người có thuộc bài hát Vuông Méo Tròn chưa? Vuông méo méo vuông tròn, vuông méo vuông tròn, vuông méo vuông tròn, vuông méo vuông, méo vuông vuông tròn, vuông méo vuông. Kẹt cái nó không? Đang nói là cái bài hát của chương trình hả chị? Tiếp. À quên, cái lỗ tai áp vô nách mình nó không nghe mình nói chuyện. Hả? Hả? Nói gì? Nói vô. Méo. Méo vuông tròn vuông, méo vuông, vuông méo vuông tròn tròn vuông, tròn vuông vuông méo 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 vuông vuông tròn vuông vuông tròn vuông. Có ba tay rồi. Hả? Không, thấy tiết kiệm nước. Anh giấu cái tay này vô. Rồi, rửa xong rồi đó, đi về. Ủa sao tiện cái cũ này nó bị kỳ vậy? Em biết mọi người phải mở bài Kem Dâu Tình Yêu. Tập chi cho bự vô. Chà rốt nữa nè, chà rốt là xong rồi đó nha. Đâu có, chỉ có lúc khi nào mà chị xào nấu nướng trên bếp là chị mới không hợp thể thôi nha. Thì đó, bây giờ rửa xong là xào nấu rồi nè. Baby shark. Mami. Baby shark tu 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 mami shark. Để mở cái này xong rồi. Để em chết luôn được cái thiệt cái trời. Đã hết 5 phút đầu tiên rồi ạ. Đâu đi coi. 5 phút rồi mà chưa thấy nuôi. Nước sôi rồi đúng không anh? Đúng rồi. Đây, dặn lên là xong. Ủa, có 10 phút nữa thì chắc là mình sẽ làm mì gói sống trộn với thịt bò sống. Trời ơi. Cũng là một món bổ rẻ nhanh gọn dành cho các bạn sinh viên không có bếp trong phòng. Vậy là tới làm gì nữa anh? Chuyện kỳ vậy? Rồi, biết rồi. Biết không? Lấy cái thớt ra. Có ai cần phụ gì không? Dọn ghét nha. Ghét đi. Đây, mọi người hãy nhìn đây. Ủa? Sao bò là sắc khoanh khoanh hay sắc muối muối? Khoanh với muối thì sao? Xong nó cũng bung ra hết rồi chị. Nhưng mà sắc muối hay khoanh đẹp ta? Muối. Hả? À. Sao chị tiếng muối anh nghiêm khoanh là sao? Hãy có một cái chứ. Muối. Sắc hình ngôi sao. Muối đi. Sắc hình ngôi sao. Em tin chị Tiên hơn. Nhìn chị Tiên nữ công gia chánh hơn. Bây giờ sẽ tới màn vẫy rau. Trời sao hành nó cay quá vậy ta. Mi biết. Chị lỡ cay thì sắc em luôn chị ơi. Không. Đúng rồi. Chị tỉnh táo quá. Cho gỡ ra đi. Uống sữa ốc chó rồi đừng nói gì nữa. Máu chó lắm Phương. Kệ. Không quan tâm. Có ai cần gì không? Cần chén cần gì không? Xin lỗi à, nha. Mì. Tôi mà nấu được món này xong là tôi gia nhập lớp học của Giang Kim Cúc liền. Ủa cần sắc nhiều dữ vậy không chị? Thôi chị lỡ sắc rồi em lấy cái phần chị sắc nha. Không. Dù hoài cũng được luôn vậy. Giấu quanh này mới được. Cục thịt bò. Chúng ta còn 8 phút nữa. Trời ơi. Đây một cái chảo. Bò. Ủa cái thớt em đâu? Hả? Đây nè. Thím. Xem chửi tôi rồi đó, xem chửi bậy rồi đó. Dạ ổn không chị My? Hả? Chị ổn không? Ổn. Lần đầu của chị thấy sao? Cũng được chứ bộ. Thì sắp bằng đôi đúng không mọi người? Kiều ơi, bạn được quyền tịch thu 50% nguyên liệu của đội đối thủ á. À không. Sắc vậy luôn. Để em để sắc xịt bò xong em tịch thu sao? Trời sao con bò này nó dai dữ vậy trời. Mama, shoo, doo, 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 doo.
sắc vậy đúng không? Sắc sao cho nó không có dai thịt bò? Thì phải sắc ngược thớ lại. Cái này là đúng thớ hay ngược thớ? Trời ơi, bà nấu ăn mà bà hỏi không mà. Chương trình học nấu ăn hay sao vậy, bếp trưởng? Không, thấy trong cái chỗ người ta nấu ăn là người ta chỉ cái ngón tay nó phải cụp vô vậy nè. Còn khoảng gần 7 phút nữa ạ. Trời ơi! Đĩa giật cái gì vậy? Lên quá. Ai cẩn thận. Trời Tâm ơi! Bụng tám tháng ba, em ra thăm vườn làm một tô nuôi. Nuôi em chín chưa vậy trời? Nuôi em chín chưa? Ủa sao nó có chút xíu rồi vậy? Nó không có nở rồi vậy? Bà mua nuôi em bé rồi giờ bà kêu sao nó không nở? Cái cục nuôi đó có ba lớn vậy à? Sao mà nở được? Chỗ nào? Em thấy trong tivi người ta để cho cái lắc nó nở bự ra mà. Nhưng mà cái nuôi có là nuôi cây dài, đúng không? Không, cái nuôi tròn mà. Tí niệm xuống em kiện shop ở dưới kìa. Trời đất ơi, tại sao bán nuôi không nở? Người ta đứng người ta bán hàng không mà, người ta có làm cái gì đâu tiện đi kiện người ta. Khi người ta mua nó uống sữa ốc chó vô máu chó dễ sợ. Không, đúng không? Khi mình đi mua hàng, shop phải tư vấn là chị ơi, chị làm món gì mà chị mua nuôi nhỏ vậy? Theo em biết là nhà chị chưa có em bé, tại sao chị mua nuôi nhỏ vậy? Chúng ta còn 5 phút 30 giây. Sao được rồi đó mi. Vô. Có dầu nè. Anh Khánh anh lại rút cái dây điện của cái đồng hồ đi em. Mình bấm tim phải không? Không cần bắn tim, rút dây điện cái đồng hồ em. Em chưa có rửa hành. Thôi mì xào cần chảo bự hơn. Thank you anh. Thôi chết rồi, cục thịt bò nó dính vô cái iPad rồi. Trời ơi. Anh. Cái gì? Tránh ra. Kiêu Lê, bạn đang bị trừng phạt là mỗi lần nếm gia vị là mình phải nhắm mắt á. Em ơi. Chịu luôn. Hợp lý. Rồi cái này cái. Đây đi ra đi. Đó, rồi xong. Chúng ta còn 4 phút 30 giây. Sao cái gì trước vậy? Cho miếng dầu ăn coi. Bây giờ cô làm cái gì? Cô xào ở đây đi. Không, xào hành kia trước chứ. Đây nè, có hai chén nè, cho hai người nè. Đó, nhiều lắm. Đó, muốn xào cái gì trước? Kiều ơi, bạn chỉ được lựa chọn duy nhất một dụng cụ thôi nha. Vâng. Nghĩa là cả nấu, cả trang trí, cả bày ra dĩa thì bạn cũng chỉ được dùng cái sẻng đó thôi. Đúng. Bây giờ nó sẽ là vật bất ly thân. Ủa, có cộng lên được không? Đây, tôi cộng sao anh? Cộng lớn lên, đúng rồi. Đây, cộng lớn maximum luôn. Rồi. Mọi người phải cộng thêm 5 phút nha, tại vì cái bếp này dởm quá nè. Ok, chúng tôi sẽ tự động cộng thêm 5 phút nữa. Ok. Nhưng với điều kiện là Khởi My phải vừa nhảy vừa hát một bài gì đó. Vô My, vô. Alibaba. Alibaba, Alibaba, một cuốn sách lịch sử là lâm ba. Alibaba. Chị em hát chị về em gói một cái bếp. Cái bếp này nó không có nóng. Không nóng lắm, cho nên là mọi người phải cộng thêm 5 phút cho tụi em. Rồi, bếp dởm rồi, cộng thêm 5 phút rồi. Trời thơm quá nè mọi người ơi. Nếu mà em hát bài Alibaba 10 lần là Alibaba nguồn xe lip sẽ là 15 Alibaba. Trời thơm quá. Thì mới có hành với dầu thôi mà thơm. Mà thơm quá luôn á trời. Thơm quá. Hy vọng ngày hôm nay mấy năm có thể coi được cái chương trình này. Chắc xúc động lắm chị ha. Xúc động lắm em. Chị có nghĩ chị gói một phần về không? Không nha. Chị sợ mẹ chị bị ngộ độc lắm, chị không em gói gì. Xúc động là đủ rồi, không cần ngộ độc đâu. Chúa nó chúa cái vàng mà anh không có biết gì hết trơn, nấu ăn không chuyên nghiệp. Nhìn người chuyên nghiệp ta nấu nè. Đây, dân chuyên nghiệp. Cô ấy xào hành lá trước khi xào hành tây và hành tím. Đúng rồi.
Sao có đầu hành trước cho nó thơm? Có. Wow. Sao đầu hành trước cho nó thơm mà đúng rồi. Ở nhà mẹ em nấu vậy đó. Nghe nói mẹ em nấu vậy đó là coi như là không dám nói một cái lời gì nữa hết. Không lẽ cái cô uống sữa xong cô bán đứng mẹ cô à? Cô kêu mẹ cô sao đầu hành trước khi hành phi hành. Thiệt mà, sao đầu hành cho nó thơm, đúng không anh Trường? Đó bên kia xong rồi kìa. Còn mấy phút, còn mấy phút, còn các mấy bạn phút. Ơi, chúng ta còn 6 phút 30 giây. 6 phút, được cộng thêm 5 phút đó. Tới rồi nè, tới rồi nè. Cô Xuyên không cắt cải ra em để nguyên miếng vậy luôn hả? Đâu, em tí em cắt kìa vậy. Đọc comment. Mẹ ta đang rối quá đây nè, mà nó đu hoài. Ờ, cái con như nó đu hoài luôn á. Để mình đọc comment nha. To mommy sack, to mommy sack, to mommy sack. Ông mình sẽ tiết kiệm thời gian. Đúng. Mạng nó không được ổn định. Con dao phải cẩn thận nha. Tôi yếu làng chuyên nghiệp gì trời. Trời. Vậy là ở nhà nấu ăn nhiều nè. Làm theo cảm tính vậy. Ở nhà thường yêu có nấu ăn không? Dạ có ạ. Ồ, thấy chưa? Em ăn khoai lang nhiều cho nên em phải tự luộc. Thấy chưa? Hay như mẹ. Thôi im đi. Thôi hãy im đi. Đừng có mà như chuyện. Không có vô được nha, nó đen thù à. Wow, thơm quá. Thơm. Ra nhà để mà nhanh bổ rẻ là em sẽ quất một cái gói mì gói em đổ một bịch sữa vô là xong. Chúng ta còn phút mì nữa. Gói mà nấu sữa hả? Em hay ăn mì gói với sữa. Hả? Mì gói ăn với sữa kìa. Được mà. Thay vì chị bỏ nước sôi á, chị bỏ sữa vô. Sao hành tây nó lâu chín như vậy, là nó chín chưa mọi người? Cái màu nó chín chưa anh Nghiêm? Thấy nó thơm mà sao? Chị để rồi, cho rồi, nó bây giờ làm gì? Chị biết cái gọi là cái món hành tây hắc ám á. Là nó đẹp hay là mà. Hành tây âm dương cũng được. Bên trắng bên đen là chính nha. Bên trắng bên đen là chính à. Bỏ không có đủ giờ, bỏ bò vô nè. Hết sữa. À mấy bạn nói là ghiêu là dân chuyên nấu ăn. Thôi chết rồi, mọi dân chuyên nấu ăn vô đây chi vậy anh Trường? Mì gói huyền thoại. Món tủ luôn. Mì gói sữa đó, em nấu làm em chỉ nấu sôi sữa thôi à. Mì nấu mì gói sữa là sao ta ăn với sữa hả chị? Thay vì chị ăn với... Nhớ nêm nếm. Mắc Diệu ơi. Hả? Thay vì chị ăn với lại... nước sôi á thì chị nêm ăn... Nêm hả? Nêm cái gì? Nêm bột nêm là đủ rồi đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Chảo này... mặn thêm tí nữa. Rồi, cho nhiều vô. Thôi cho nhiều mặn sao? Ăn nhiều bột ngọt một xương nó ngu à. Muối không? Muối không? Muối đi, muối đi, muối đi, muối đi. Còn mấy phút anh? Trời ơi, nội giờ thêm 10 phút biết thịt bò chín chưa. Còn 3 phút. Còn 3 phút. Muối hả? Thế vậy nó có cái này mà. Có nước mắm không ta? Nước mắm mới ngon đúng không? Anh quay phim theo anh thì anh thấy thêm bỏ nước mắm không? Nước mắm không? Hả? Chị nói nhanh quá vậy Jimmy. Hả? Anh nói cái gì em không biết luôn á. Lưu ý là các bạn cũng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người thưởng thức ăn nha. Kìa. Liết rồi kìa. Nấu đàng hoàng. Kìa, nam mô niệm Phật trước khi ăn luôn kìa. Má ơi, nấu đàng hoàng đi. Tanh niệm rồi kìa. Yên tâm đi. Ngồi niệm chú Đại Bi rồi đó. Thơm quá mọi người ơi. Ê, nếu mà người ta nói muốn bớt mặn là bỏ đường vô dằn đúng không? Nè, giờ làm gì, giờ cải còn chưa xào. Nuôi đang đợi.
Con với cái nó đứng nó đợi nãy giờ nè. Sao cãi chứ đúng không? Rồi đó, rồi xin xin cho đã xong rồi chưng hả? Giao cẩn thận nha. Kêu kêu tìm gì? Mình có cái nắp chảo này không anh? Mình có cái nắp chảo. Mình mình chắc chắn là mình phải mình đậy lại nó sẽ nhanh. Mình chắc chắn là mình không có rồi đó. Dạ ok anh. Tại bếp này cũng mới vô rồi. Với cái mức lượng là 4 người ăn hay sao á? Mình có lẽ nè. Nuôi đâu? Nuôi hả? Không có thêm gì đâu. Họ nuôi vô được rồi đúng không? Em múc này vô. Rồi. Tiêu chí của nhà hàng chúng tôi là thịt là phải nhiều trên hết. Trời dễ thương à, nuôi dễ thương quá vậy. Nuôi em bé. Chíu à. Sợ ban giám khảo nuốt không trôi. Em ấy đã nhiệt tình lựa nuôi em bé để cho mọi người nuốt cho nó dễ. Không được bộ. Nhìn là được nha mọi người. Nhìn là được. Nhìn là được nha mọi người. Chúng tôi chưa biết ăn như thế nào. Nhưng nhìn mắt được. Ủa kìa có cái nắp ha. Ok em gì? Đây là lúc Gil sẽ cướp 50% nguyên liệu của đội bên. Cướp gì vậy? Chúng ta còn 2 phút nữa à. Thời gian bỗng trôi qua thật chậm, em cảm ơn. Bên kia nhìn ngon quá. Bậy, bên mình nhìn ngon ngu vậy. Anh ngu quá. Nó mua 4 củ cà gót đó. Trong đây tôi không thấy một miếng nào. Chua lá hội cà rốt để sắc trang trí ngu quá. Còn có một phút rồi mà nó kêu ngu, mới chửi mình ngu. Còn có một phút rồi nó còn xào củ cà gót nó còn chưa lột vỏ nữa, nó chửi mình ngu. Rồi đó, làm sao? Làm đi. Thấy em làm cho. Tay cẩn thận nè. Gia bào nè mọi người ơi. Gia bào chị ơi. Không cần, người chuyên nghiệp là không cần gia bào. Ghê vậy. À để trang trí nha, ăn cà gót mà bị đau bụng là tôi không biết nha. Trời ơi. Chúng ta còn 30 giây nữa à. Sau 30 giây là chúng ta sẽ trang trí món ăn. Đúng rồi, một cục đó thôi. Trang trí mà. Rồi xong, trái tim, gà đó. Thôi. Còn trái tim. Hình như có mùi khét My ơi. Không phải của em đâu. Tí nữa chúng ta sẽ có món nuôi cháy. Nuôi cơm cháy. Cái tiêu nó nồng á. Không, do cái bếp thôi, cái bếp mà nóng nhanh thì cũng... Bless you! Tiêu nó nồng quá. Tiêu nha mọi người. Đừng nghĩ bậy. 20. 20 rồi kìa. 19. Lấy cái dĩa không? 18. Lấy cái dĩa cho em, lấy 17, dĩa cho em đi. 16. 15. Cái dĩa! 14. Không này. 13. À, các bạn ơi, chúng ta cứ sử dụng để đựng món ăn trước vì chúng ta có chia phần ra cho bên tổ giám khảo ạ. À, đây, mình có dĩa. Đây, dĩa tim B nè, đó, mình chia từng miếng. Ủa, tim A không được của My nè, My của My nè, đó, 10, chia vô từng miếng. Ê, tắt bếp sao anh? 8. Rồi, 7, xong rồi, đừng đếm nữa 6, anh. 6. Rồi. 5. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Yeah. Không được, em đổ bên đó không được. Nó thận tay này, anh kêu nó đổ tay kia là nó đổ nguyên cái chảo luôn đó anh ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia cái lượng thức ăn của mình vào các cái dĩa có đánh dấu sẵn nha mọi người. Chết rồi, dùng cái xẻng sao chia đây ta. Biết nãy dùng cái đũa vậy rồi. Mong rằng mọi người sẽ ăn hết, không thiếu một hộp nào.
Vì Gile đã rất rộng lượng, không cướp nguyên liệu của đội đối thủ, cho nên chúng tôi đặt cách cho bạn sử dụng đũa hoặc muỗng để mình trang trí món ăn nha. Cảm ơn Bida. Rồi xin năm chứng chứng cút làm cái gì? Tối về luộc ăn. Khánh ơi, bạn có thể dẹp cái tô trắng không? Dạ, lỗi. Hay quá. Hay quá, trời ơi. Giống như bắp xào. giống bắp xào, xào tôm khô lạp xưởng chứ không giống nuôi tí nào quý vị ơi. Ngon nha. Này bỏ muối với lại một đêm thôi đó. Nước mắm nữa. Có thêm nước mắm nữa quý vị. Không có một hộp đường. Tại chỉ có nước mắm, bột nêm và muối thôi. Vừa bỏ đường vô trộn. Niệm chú là vừa rồi đó. Cái chén nhỏ nhỏ là rồi, chị mượn coi. Nè, người ta ở nhà, cha mẹ người ta cho ăn ngon rồi là vô đây đưa tầm bậy tầm bạ cho người ta ăn đi. Không, mình làm mắm đường xong mình chan lên. Rồi chai nước mắm đâu? Mắm đâu? Thôi chết rồi, em không có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 9 ISO 001 đâu nha. Nó pha cái gì rồi? Không. Chan ít vô. Tự nhiên bây giờ nuôi xào xong nước mắm đường. Cho nước mắm đường để chấm xoài á Kiều. Wow. Không, cái này là nhiều khi sáng tạo ra một món mới đây nè. Tưởng có trái xoài. Thôi chết. Nó đổ thêm nước mắm đường vô nữa rồi quý vị ơi. Mình rưới lên mấy miếng thịt. Nước mắm đường, nước mắm là chính, đường là phụ thôi. Chan vô đi em, chan nhiều vô. Chiến thắng cũng sẽ là thuộc về chúng ta nếu em chan nhiều vô. Đúng rồi, chan nước mắm nhiều vô. Thấy thương như ban giám khảo quá. Đúng rồi, để nó nhiễm là... vô từng miếng thịt bò cho nó thấm đi. Hội đồng ban giám khảo có đang rung tay không? Nó không có chan gì, nó lựa mấy miếng thịt bò, nó đổ nước mắm vô chỗ đó đó. Sao chan hoài vậy ta? Không, chan là có chút chút à. Rồi. Rồi, cả hai đội đã hoàn thành xong chưa ạ? Sắp xong, một phút nữa thôi. Một phút nữa là em xong. Thật ra nấu ăn không rối mà nghe từ cái gì á, đu 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 thì mới rối. Em phần sẵn cho ban giám khảo. Cái người mà hay chưa, cười. Chưa, đi về, đi về. Nhưng mà cho em đợi xíu, người ta chưa có niệm chú đại bi xong. Bạn, á ơi, đợi xíu còn 2 phút nữa, còn 2 câu kinh lận. Còn 2 câu kinh là xong rồi, cho người ta xong đi người ta ăn được. Rồi, đứng. Cái chén nhiều nhất là em dành cho ban giám khảo, mà cười tươi nhất là cái người chính giữa. Rồi xong. Rồi bây giờ chắc hẳn là trong mỗi đội chúng ta vẫn còn một ít lượng đồ ăn ở trong chiếc dĩa. Dạ không. Dạ không, không còn cái gì luôn. Rất là thương ban giám khảo, chia đủ 3 đều 3 chén luôn. 3 phần là y chang 3 phần. Nhưng mà ban giám khảo yên tâm, hai bạn nữ á là mình có quyền ăn chung một thố, còn này dành riêng cho Khánh. Cái gì? Mày giết ngọ à? Rồi, bây giờ sẽ đến phần giới thiệu món ăn của từng đội ạ. Mì gói sa bo. Mì gói sa bo. Đẹp quá. Ngắn gọn. Vừa đẹp mắt mà nhìn có vẻ ngon nữa. Im đi. Tôi muốn ăn món bên kia. Cái đó chỉ là... Đây, để tôi giới thiệu cho mọi người nghe. Nửa đêm nếu không có bắp xào, chúng ta có thể mua nuôi tí hon. Nhìn có vẻ như bắp xào và thành cả núi xào. Nếm được. Ăn giọng đi. Trời ơi, ban giám khảo nó chấm điểm cho nó để từ sau nó có tiền nó đi chợ đó mà nó kêu ăn rộng đi. Nói chuyện đàng hoàng lên. Dạ, xin mời. Ừ, đúng rồi. Bây giờ các bạn ban giám khảo chúng ta sẽ chờ nha, chúng ta sẽ chờ món của Gile. Dạ, mi. Tránh ra để đừng gây áp lực vào người khác. Chung luôn à? Chung rồi, vậy là... Bây giờ chúng ta sẽ bày cả hai dĩa lên cho tổ giám khảo.
và các bạn sẽ lần lượt nếm. Và nếu mà cái món nào á các bạn thích hơn, các bạn sẽ đẩy cái dĩa đó ra phía trước. Xong rồi. Đây đấy, đây em tôi ra tôi ngất lên cho mọi người ăn luôn. Đúng rồi đó. Xin mời. Trời, cái dĩa này ngon quá. Hai dĩa thôi đúng không ạ? Hai dĩa thôi, em để dĩa này lại cho chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để ban giám khảo thử sau nha. Bây giờ xin mời Khánh thử hai món của hai đội ạ. Khánh, bây giờ Khánh anh ăn trước nè, ban giám khảo từ nha, để cho Khánh ăn trước nè. Đây có cái muỗng nè. Đây để em đút. Không có tự cơ hội. Ăn đi. Thôi để em múc nó nhiều. Có tay mà. Em múc cái muỗng nó mới nhiều. Nè miếng bò nó đi, hồi nãy em chan nó mắm vô trong đó nhiều quá. Ăn đi, trời ơi, có dính cọng tóc miếng nè. Trời ơi, nó có khổng lồ ở trong này luôn, trời ơi. Trời ơi, con mặt ban giám khảo nhăn kìa. Trời ơi. Mình thề luôn quý vị, nó mút lên thấy cọng tóc ở đây ngoại thiệt. Tôi lưu ý là tổ giám khảo chúng ta ăn xong rồi chúng ta khoan đẩy cái dĩa nào mình thích nhất lên phía trên nha. Con mặt bạn nhăn quá vậy. Mình trộn mì lên cho đều rồi mình ăn cho dễ mọi người ơi. Mình đó, bự. Ăn. Nhiều có muốn thử không? Có à. Mùi nước mắm. Mùi nước mắm không à. Có không? Có không? Miếng bò nó hơi mặn. Để chén mắm vô chổng vô hấm á. Nó ép từng người ăn kìa. Đây để mình thử cái. Để em lấy cái muỗng khác cho anh Nghiêm nha. Mất đôi đũa rồi. Anh Nghiêm phải ăn miếng cà rốt sống vô nữa nó mới hợp với ông chị. Mày bự anh Nghiêm. Mày bự. Thôi lạc rồi anh. Ôi sao kỳ vậy mọi người. Không à. Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe cái ý kiến đánh giá từ tổ giám khảo trước nha. Bây giờ khi mà có hiệu lệnh thì các bạn sẽ đẩy lần lượt đẩy cái dĩa thức ăn ngon của anh. Mì hoặc là của Gil lên phía trước nếu như các bạn thấy cái dĩa đó ngon hơn nha. 3, 2, 1, xin mời. Đẩy. Làm tốt lắm quý vị. Cái này là việc thật người thật nha quý vị. Cảm thấy như thế nào là chấm điểm kiểu đó liền, thấy không? Khoan. Em nói chứ được kết quả nhưng mà muốn em nấu nó sao vậy em không dám thử luôn á. Anh ấy cái gì nó sao? Bây giờ má nghĩ đi, má bỏ bột nêm. Má bỏ muối. Đúng. Rồi xong cái cuối cùng là má bỏ thêm nước mắm. Đường. Đường là tôi thấy là múc mấy miếng đường à. Nói chung là nó từ cái vị lạc nặng lên trở lên chứ nó không có cái gì hết. Bò chín không? Bò hơi medium rare xíu mà trôi chắc cũng được tại dưới đây siêu thị người ta bán đồ sạch ngon nghe không nên ta nuốt cũng trôi đi. À, không biết cảm nghĩ của Kevin Khánh về món của Gil Lê thì thế nào? Ngon. Nhìn hãy ngon rồi đó thiệt luôn á. Thứ nhất là rau củ xào vừa tới luôn nè, ăn vừa ngon cái rồi sực. Bò cũng ngon và mì á thì đúng theo đó là đúng ý Khánh là không có mặn lắm. Nói chung là đây mì anh Khánh trụng nha mọi người ơi, anh Khánh đã hỗ trợ rất nhiều. Ê anh trường chưa ăn cơm. Để anh quay. Thấy anh chạy mà hôi hộp luôn á. Để anh quay. Lát anh đau bụng anh chạy vô trong người ai quay. Trời ơi cô chết. Nhưng mà em nghĩ là cái nước muối chan ở rồi. Cái nước mắm. Nước mắm. Chàng cuối cùng thì nó hơi bị nói chung là em nấu vậy là ổn rồi đó. Lần đầu tiên người ta nấu ăn mà em nấu ổn trong một cái trại nào đó. Vậy là kể từ hôm nay quyết định về nhà em sẽ nấu ăn cho Khánh suốt đời. Nhưng ăn hay không là quyền của tôi. Không biết là các bạn có muốn nghe nhận xét của ban giám khảo không ạ? Thôi được rồi. Đây thôi được rồi. Lời nhận xét của ban giám khảo. Quen, để em xuống em nhìn mặt từng người. Rồi đó, nó ép cung nữa nè. Không, em hỏi đàng quen. Sao thấy món bò sao? Ông hiểu vậy, từ từ. Trời, bật cái micro lên mà tai rung luôn à. Nè, chuẩn bị đít nè, đít đó.
literally. Về phần ngoại duyên á thì nó rất là đẹp, nhưng mà thấy chưa, đẹp là được. Diss nè, đẹp bây là... giờ mới vô phần diss nè. Đẹp là bỏ qua hết. Vô cái nội tâm á đó, là nó đi luôn. Đó, thấy chưa? À là không cần nhai là nó nuốt xuống luôn. Là đi biển luôn á. Ở đó, đó nó nồng biển lắm, ở đó mặn nồng lắm. Còn biển. Còn phần của chị Gil Lê thì quá tuyệt. Đúng rồi. Cảm ơn Vita. Hay quá. Vậy là cái số của em đẻ ra không có được nấu ăn, chỉ có được ăn thôi. Em quyết định rồi. Ngày mai em sẽ nấu ăn tiếp. Hôm đó là... Ủa? Số đó là số hưởng á chị. Số đó là đây, số hưởng á, đúng rồi. Mấy bạn kêu là kêu... Ui sao trên này có dính nước mắm vậy ta? Ơi nó dính miếng thịt bò đây nè. Đâu? Đây là, cái, đây là cái mờ của thịt bò. Cái vết bò đó, cái đây là bò nước mắm đó. Nãy chị quậy mắm đường như nhớ không? Đúng rồi, em quên hỏi cảm nghĩ của Gil khi mà ăn món ăn của em. Gil em nói đi Gil. Dạ. Em ăn món ăn này em liên tưởng tới nơi nào trên đất nước Việt Nam của mình? Cà Mau. Chính là Phú Quốc, nơi mà sản xuất ra những cái chai nước mắm nổi tiếng. Em đề nghị sau ngày hôm nay nước mắm Phú Quốc mời em làm đại diện nhãn hàng. Không, dạ. Hôm nay là một cái sự sáng tạo xuất sắc trong nấu ăn. Thì ít khi nào mà người ta ăn một cái món mà về thịt bò á, mà người ta nghĩ tới hải sản lắm. Chính xác. Chị My chính xác. Vậy là em thắng hay Gil thắng vậy? Nè, món ăn của em liên tiếp với bắp xào, hải sản. Gil thắng nhưng trong tinh thần là em thắng. Đúng. À, đừng nói gì cảm nghĩ món ăn nữa. Mình nói gì cảm nghĩ của chương trình ngày hôm nay đi em. Dạ, cảm nghĩ tham gia chương trình ngày hôm nay là đổ mồ hôi từ trên xuống dưới. Nói chung là rất là vui. Bởi vì cũng rất rất là lâu rồi mới có dịp cơ hội gặp lại anh Khánh chị My nè. Xong rồi có cơ hội thưởng thức món ăn đầu tiên mà chị My nấu nữa. Kỳ sau nhớ mời View một cái tập đặc biệt nha. Tập đặc biệt là em hứa em sẽ nấu một nồi lẩu cho View ăn. Lẩu hải sản. Nhưng mà sẽ có vị ở trên đất liền. Đó. Ngày hôm nay cảm ơn Gil rất là nhiều khi mà đến với chương trình Cặp Đôi Cặp Đi. Dạ. Chúc cho Gil trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều dự án hay, và đặc biệt là nhanh chóng trở lại với V-Live trong chương trình của mình. Yeah. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn ơi, các bạn nhớ nha, các bạn hãy nhớ gửi email về cho chương trình Cặp Đôi Cặp Đi @vlive.com hoặc qua kênh Fanship nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhớ là vào Fanship để chúng ta có những hình ảnh độc quyền, những clip độc quyền để mình có thể xem nha. Còn bây giờ thì chào, xin biết. Chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn bạn khán giả. Cảm ơn. Chạy đi, chạy kia. Cảm ơn các bạn đã bắn tim nha. Cảm ơn các bạn đã bắn khảo.